Trong cái livestream này, Liên sẽ trình bày cái đề tài rất là quen thuộc: con hư tại mẹ. Đây là livestream trực tiếp trên fanpage Trần Thị Ái Liên. Lúc này là 9:28 tối thứ ba ngày 23 tháng 4. Liên đang ở phi trường Tân Sơn Nhất. Liên đang chờ để mà vô máy bay. Trời ơi, mừng quá quý vị ơi. Không có bị phiền phức gì, không có bị giữ lại ở phi trường ha. Bây giờ chỉ còn chờ đi đi vô máy bay thôi. Chắc là an ổn rồi. Quý vị biết là mấy ngày hôm nay là Liên bị các bạn dư luận viên là tấn công te tua luôn. Lên trên cái fanpage của Liên, 1.000 người chấm một điểm, rồi 4.800 cái comment chửi rủa, rồi bao nhiêu cái video, bao nhiêu cái post đề nghị công an điều tra đối tượng Trần Thị Ái Liên. Ôi trời, sợ quá trời luôn, Liên sợ muốn chết luôn quý vị ơi. Mấy bữa nay Liên đâu có dám ra khỏi nhà đâu quý vị, Liên sợ đi ra ngoài đường là sẽ có người tới quýnh Liên hay là tông xe Liên chết. Cho nên là bao nhiêu người nói Liên là anh hùng, là can đảm gì không có đâu quý vị ơi, Liên sợ muốn chết luôn á, chứ mấy ngày nay không dám đi đâu hết, toàn là loanh quanh lẩn quẩn trong nhà với lại trong khu vực Phú Mỹ Hưng cho nó an toàn. Và bây giờ thì xin chào Bảo Yến, xin chào Quế Trân Mai, xin chào Hạnh Trương, xin chào Quyên Hoàng, xin chào Nguyễn Minh Tâm. Ok Bảo Yến, gọi tên rồi đó nghe Bảo Yến, Bao Gen hay là Bảo Yến gì đó, xin chào Hoàng Thu Phương. Câu chuyện là như vậy quý vị, cách đây hình như hôm qua hôm kia gì đó thì có một, một phụ huynh là một ni cô. Gọi hotline và cương quyết đòi cho gặp Liên. Thì cái cô bé mà trả lời hotline mới hỏi Liên, thì Liên nói ừ thì mời mời họ tới đi em, tại vì chị cũng sắp về Mỹ rồi, chị tranh thủ chị gặp. Thì tội nghiệp lắm, cái cô bé hotline cũng sợ là côn đồ giả dạng để mà tới mà quýnh Liên. Liên nói là không, chắc không có đâu, không sao đâu. Tại vì Phú Mỹ Hưng cũng là một cái nơi rất là an toàn, cho nên là không sao. Thì khi cái cô Nico đó tới hỏi về chuyện là câu chuyện rất là tuyệt vời quý vị. Cô Nico này là ngày xưa là bộ đội, và đi bộ đội là vì lý tưởng chứ không phải là vì cơm áo gạo tiền, không phải là vì tham mê quyền lực, mà vì khi lớn lên thấy bộ đội Cụ Hồ họ dễ thương đó. Theo lời của cổ là đi thì dân nhớ mà ở thì dân thương. Vì vậy cho nên khi cổ lớn, cổ đi bộ đội và cổ trở thành sĩ quan trong quân đội nhân dân. Và theo lời của cổ thì bộ đội rất là tốt, rất là thương yêu người dân, nhưng mà cái chỉ thị từ trên xuống á, đôi khi là đi ngược với lương tâm của bộ đội. Cho nên là cuối cùng là cô đó cổ bỏ bộ đội. Vì cổ không thích những cái chỉ thị từ trên xuống. Và sau đó thì không những bỏ bộ đội mà còn đi tu luôn. Thì trước khi đi tu là cô đã lập gia đình và cô có con. Và cái cô con gái thì bây giờ là đã là 20 tuổi rồi. Thì câu chuyện là cái cô con gái là bỏ nhà ra đi. Rồi ở nhà thì lười ơi là lười, suốt ngày dán chặt cái điện thoại. Rồi xin xin tiền mẹ đi chơi mẹ không cho thì là giận bỏ nhà đi. Nghĩa là vừa nghe qua thì ai cũng nghĩ là cái cô con gái này rất là hư. Liên cũng hỏi rất là kỹ, thì khi mà Liên hỏi kỹ ra thì Liên thấy đúng là cô gái này con hư là tại mẹ. Con hư tại mẹ. Vì sao? Để Liên kể cho quý vị nghe câu chuyện. Liên ngồi Liên nghe cổ hỏi, Liên nghe cổ nói thì Liên mới hỏi là chị hướng cho bé làm gì? Cô Liên gọi là Nico, dạ cô hướng cho bé làm gì? Thì cô nói là cô cho bé đi học bấm huyệt. Thì Liên nói là học bao lâu? Thì cô nói học 6 tháng và đã bấm huyệt rồi. Bây giờ và thậm chí là nó rất là có, nó có năng khiếu, nó bấm huyệt rất là giỏi. Nó có năng khiếu, nó có tay bấm huyệt rất là giỏi. Thì Liên hỏi nó học 6 tháng à? Cô nói ừ nó học 6 tháng. Tại vì nó học nó thấy nó làm được cho nên nó thích và nó theo. Chứ còn thường là nó làm gì cũng nửa chừng nó bỏ.
xong rồi nói là nó ăn mặc á, là nó lên trên mạng á, nó coi hình rồi nó về nó ăn mặc nó y chang trên mạng vậy đó. Ừ. Xong cô cho lên coi hình của cô bé đó thì rất là xinh, và nói ôi trời xinh quá, thì cái cô này mới nói là không có xinh đâu cô ơi, nó Photoshop nó mới xinh vậy đó. Trời ơi, nó mà sửa hình sửa ảnh là nó sửa quên ngày quên đêm, quên ngủ quên ăn luôn. Rồi và bây giờ nó đòi đi lên Sài Gòn lập nghiệp. Và tôi nói với nó là tôi mua cho nó miếng đất để ở nhà trông coi cái miếng đất đó, thì nó nói nó không cần, nó cương quyết đòi lên Sài Gòn lập nghiệp. Mà cô thấy không, đây là lời của cái cô Nico, tức là người mẹ, là cô thấy ông lên Sài Gòn thì bao nhiêu là cám dỗ, mà cái kiểu chưa trưởng thành như nó, cái kiểu mà bê bối như nó, cái kiểu lười như nó, thì có nước là sẽ không ra gì cả. À nhưng mà quý vị nghe xong quý vị có nghĩ gì không? Ừ. Một đứa trẻ 18, 19, 20 mà nó chịu học bấm huyệt 6 tháng trời thì nó không phải là cái thứ bình thường. Quý vị có đồng ý không? Cái thứ bình thường nó học hai ba lần nó bỏ rồi, một hai tháng nó bỏ rồi, thì nó học 6 tháng và nó bấm huyệt được và nó còn bấm giỏi nữa thì nó không phải là cái thứ hư hỏng. Ai trong quý vị đồng ý xin hãy comment, đúng không? À rồi tiếp theo là gì? Tiếp theo là cái cô bé này á là thích làm hình hả, và làm giỏi tới mức mà biết sửa Photoshop cho cái mặt mình nó đẹp, thiệt là đẹp hả, và cái hình nó rất là nghệ thuật. Vậy thì cái cô bé này có thật sự là lười biếng không, hay là nó rất siêng trong cái chuyện sửa hình Photoshop, đúng không quý vị? Rõ ràng là cái chuyện hình sửa hình Photoshop nó rất là siêng, và cái chuyện nó học cho xong cái bấm huyệt 6 tháng như vậy là nó có rất có nghị lực và có ý chí. Ai trong quý vị đồng ý xin hãy comment. Ừ. Ok, và tiếp theo là gì? Tiếp theo là nó đòi đi lên Sài Gòn lập nghiệp, tức là nó rất có ý chí và nó rất là can đảm, nó rất là kiên cường. Mà cái đáng khen á là mẹ mua sẵn cho miếng đất nó từ chối, nó không thèm lấy, tức là nó rất là có tự trọng nữa là đằng khác. Ừ. Thì cái câu mà liên đùa ở đây con hư tại mẹ đó, tức là con hư tại mẹ nghĩa là sao, là con không hư mà mẹ cứ nghĩ là con hư, cho nên là mẹ nghĩ mẹ có đứa con hư, chứ thật ra mẹ có đứa con rất ngoan. Ừ. Và cái câu hỏi đặt ra là vậy. Lúc đó Liên ngồi Liên hỏi thì cái vị Nico này là một người tu hành rất là nghiêm túc hả, và ăn nói rất là tử tế, rất là nhẹ nhàng, rất là lễ phép, rất đáng khâm phục quý vị. Và thật ra cái cô Nico được rất là xinh đẹp và rất là trẻ so với tuổi của mình. Thì Liên mới hỏi, và cô này rất là yêu nước, rất là quan tâm tới những vấn đề hiện trạng của quê hương, tại vì bộ đội mà đi bộ đội là vì cái lý tưởng muốn bảo vệ quê hương. Đây là một người rất đáng khâm phục. Thì là cái Liên mới hỏi cô Nico đó là bây giờ ha, cô thấy không, ở bên Mỹ á có cái tiểu bang tên là Hawaii, tức là một cái đảo nằm ở giữa Thái Bình Dương, nó cách nước Mỹ rất là xa. Và ngày xưa đó cái đảo Hawaii này á là một vương quốc độc lập, họ có vua, có triều đại đàng hoàng, và họ có luật pháp, có văn hóa, có phong tục tập quán rất rõ ràng. Nhưng mà từ cái ngày mà họ nhìn thấy là cả tất cả toàn toàn thế giới bị thuộc địa bởi những cái nước lớn như là Anh, Pháp, Mỹ, Nhật, thuộc địa Việt Nam cũng rơi vào thuộc địa rồi. Chắc quý vị biết là chỉ có hai nước trên thế giới không bị rơi vào thuộc địa, đó là Ethiopia và Thái Lan thôi. Thì là cái vị vua của Hawaii họ thấy là họ không tin rằng họ có thể giữ được nền độc lập, và họ sợ là rơi vào thuộc địa thì sẽ vô cùng đau khổ. Cho nên họ chọn con đường là dâng cái nước Hawaii cho nước Mỹ một cách ôn hòa, để cho người Hawaii được 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 làm người dân Mỹ, thì là sướng hơn là bị làm người của thuộc địa. Ừ. Thì và cái điều kiện là nước Mỹ phải gìn giữ phong tục tập quán của người Hawaii, là phải cái trường học, xây một cái trường học của trường trường cấp 3. Ừ. Và trường đó thì là tất cả tài sản của hoàng gia Hawaii là để dành cho cái trường đó, để cho con nít nó được học miễn phí, và cái môi trường nó rất là tốt, và cái facility, tức là cái cơ sở vật chất nó rất là tốt. Và cái trường đó thì chỉ có ai là người Hawaii mới được học thôi, còn người không phải Hawaii là không được học.
À, vậy thì Linh mới hỏi cái cô Nico đó là cô có nghĩ là cái quyết định của cái vương triều Hawaii đó là khôn ngoan không? Ừ. Vậy thì nếu như bây giờ có một cái trưng cầu dân ý là bầu cử, hỏi ý kiến người dân là có chịu làm biến Việt Nam thành một tiểu bang của Mỹ hay không, thì cô có đồng ý hay không? Thì cô Nico đó là ngay lập tức đồng ý ngay. Em thấy như vậy là tốt, tại vì nước Mỹ nó rất là tốt, mà làm người Mỹ thì sướng quá rồi. Liên thì Liên không có ý kiến cái chuyện này. Quan điểm cá nhân của Liên là Liên sẽ không bầu cái chuyện đó đâu. Liên muốn nước Việt Nam mình độc lập và giữ được truyền thống độc lập muôn đời của dân Việt Nam mình. Nhưng mà đó là ý kiến của cô, thì là Liên quan trọng coi coi trọng quan điểm cá nhân, Liên coi trọng quyết định và lựa chọn cá nhân. Cho nên là Liên nói dạ em con tôn trọng cái ý kiến của cô, nhưng cái điều con muốn hỏi cô đây là cũng muốn nói với cô á. Thật sự cái lý do mà cô đồng ý ngay để mà bầu cho cái việc là nước Việt Nam trở thành một tiểu bang của nước Mỹ á, không phải là vì cô yêu dân chủ đâu, mà vì cô vẫn còn tin rằng trên đời này có một cái vị minh quân, và nếu mình có cái vị minh quân đó, cái người minh quân đó lo hết cho mình thì mình sẽ khỏe, mình khỏi phải tự lập, mình khỏi phải độc lập, mình phải khỏi sợ bị nô lệ. Đó là cái đầu thật sự, đó là cái tư tưởng vua tôi chứ không phải là tư tưởng dân chủ. Tư tưởng dân chủ là mình muốn tự mình làm vua của mình, chứ mình không có muốn người khác làm vua cho mình. Mình không muốn người khác lo lắng cho mình không muốn người khác trả tiền cho mình sống, và mình cũng không muốn người khác hầu hạ mình, mà mình tự làm hết, mình độc lập mà. Vì vậy cho nên cô sẽ thấy là rõ ràng là cái thái độ của cô á, khi mà cô có suy nghĩ như vậy thì cái cách sống của cô sẽ là như vậy. Cho nên là cô cho rằng đối với con gái của cô là một vị minh quân. Và cô lo hết cho con cô, nghĩa là lo cho ăn, lo cho học, mua cho nhà cửa đất đai, rồi mua cho cửa hàng, cửa tiệm, rồi chọn ngành cho học luôn. Hả? Tức là con của cô hoàn toàn không có một cái sự tự chủ nào cả, mà cô lo hết, và cô cho rằng cô là một vị minh quân, cô là một người vua rất tốt, và cô lo cho con cô tuyệt vời luôn. Thì cái người mà cái truyền thống của Việt Nam nhìn vô sẽ thấy cô là một người mẹ tuyệt vời. Nhưng mà con cô á, nó lên mạng và nó đã tiến hóa, nó đi theo cái trào lưu tiến hóa văn minh của nhân loại. Cho nên con cô nó đã có tư tưởng dân chủ. Vì vậy nó thích tự quyết định, nó thích tự lo, nó thích tự làm, và nó không muốn nó không muốn cô chọn ngành cho nó muốn tự chọn ngành. Nó không muốn cô lo cửa tiệm cho nó muốn tự lập nên sự nghiệp. Vì vậy cho nên sự giữa cô và con cô á, nó là cái sự xung đột về mặt tư tưởng, và nó dẫn tới cái sự xung đột về mặt về thái độ, và nó dẫn tới sự xung đột về mặt hành vi. Vậy thì vì vậy cho nên cô mới thấy con cô là hư, là bướng, và con trong khi đó con cô là một đứa rất độc lập, rất kiên cường, rất rất ngoan ngoãn và rất tài giỏi. Ngược lại, cô cho rằng cô là một người mẹ rất tốt, và cô lo lắng cho con cô rất nhiều, nhưng đối với con cô á thì nó thấy là cô làm phiền nó, cô cản trở nó, cô cấm đoán nó, cô bóp nghẹt cái sự tự do của nó. quý vị có đồng ý không? Thế là rất may là cái cô Nico này rất là cởi mở, cho nên Liên nói thẳng thắn như vậy mà cô không có giận, và cô ngồi cô trầm tư rất lâu. Thì Liên mới nói là con xin lỗi cô, chứ con không, nếu mà cô đã theo dõi con trên mạng lâu thì cô biết con là người không biết nói dối, và có biết cũng không làm. Thật ra nói là Liên không biết nói dối là không đúng đâu quý vị ơi. Liên nói dối rất là giỏi ha. Liên nói một khi Liên quyết định nói dối thì Liên ít có ai mà tìm ra được lắm. Sự thật là Liên nói dối rất là giỏi, nhưng tại vì á Liên được mẹ Liên nhồi sọ quá lâu rồi, cho nên bây giờ Liên quyết định là không bao giờ nói dối, trừ khi tôi nói thật. Có người chết, có người tan nát nhà cửa, có người tán gia bại sản thì may ra tôi nói dối, còn không là không có lý do gì để tôi nói dối đâu. Thành ra là Liên nói với cô đó là con xin lỗi cô, con là người chỉ có nói thật và nói thẳng và nói lễ phép,
chứ con không có nói né, nói tránh, nói màu, nói mè, nói thêm nói bớt. Thành ra là những lời con nói đôi khi nó khó chấp nhận, nhưng nếu mà cô cởi mở, cô chấp nhận được thì con hy vọng là cô tìm được giải pháp cho con gái của cô. Và cô hãy tin con đi, con gái của cô là một đứa rất tốt, là không có cái chuyện mà nó đi lên Sài Gòn mà nó thất bại rồi nó về đâu, cũng không có chuyện mà nó hư hỏng đâu, cô hãy tin điều đó. Vậy thì con đề nghị cô cái điều này, nếu cô tin con thì xin cô hãy làm như vậy. Quý vị có muốn Liên nói gì với, muốn nghe Liên nói gì với cô Nico này không? Ai muốn thì hãy comment. Muốn 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 Trung Quốc cắt cáp rồi chị ơi hả? Thiệt hả? Liên thấy vẫn chạy mà. Ok. Thì Liên nói với cô Nico đó là nếu mà cô co tin con á thì xin cô hãy làm như vậy. Bước 1, cô hãy nói với con cô là mẹ chính thức xin lỗi con. Lý do là vì hôm nay mẹ đi gặp cô Trần Thị Ái Liên và cô Trần Thị Ái Liên phân tích và mẹ thấy đúng, tức là cái cách mẹ dạy con lâu nay là cái cách đã cũ rồi, và vô tình nó làm cho con cảm thấy tình thương của mẹ nó là cái sự đàn áp, nó là cái sự ép buộc, nó là cái sự phiền phức. Cho nên là bây giờ mẹ có lời xin lỗi con một cách chính thức. Tại sao mình phải làm như vậy quý vị? Là tại vì lâu nay cái đứa trẻ nó không có hiểu, nó không có hiểu rằng cái sự ràng buộc đó là tình thương, nó không có thấy rằng cái sự ràng buộc đó là tình thương, mà nó luôn luôn cảm thấy là giữa mẹ và con là đối đầu nhau, là hai phe đối nghịch. Thì bây giờ mình phải xin lỗi nó để mà làm cho nó thấy là mẹ và con là hai, là cùng một phe chứ không phải là hai phe chống nhau. Đó là bước 1. Bước 2 là hãy nói là bây giờ chúng ta sẽ thay đổi cách làm. Và con phải và mẹ hy vọng là mẹ hy vọng là con hiểu được rằng mẹ mẹ sẽ cố gắng giúp con theo cái cách mới, và cách cách mới đó là mẹ sẽ để cho con hoàn toàn tự tự quyết định, tự lựa chọn. Và như vậy thì lâu lâu mà nhưng cái cách mới này mẹ chưa có quen, vì vậy lâu lâu mẹ cũng sẽ trở về cái thói quen cũ, và mẹ hy vọng là con sẽ nhắc nhở mẹ mỗi khi mà mẹ quên và mẹ trở lại thói quen cũ. Thì khi con nhắc nhở, mẹ sẽ cố gắng làm cái cách mới. Thì tại sao mình phải làm cái bước 2 này quý vị? Tại vì cái bước 2 này nó là sự thật. Quý vị, xin quý vị hãy nhớ rằng tất cả chúng ta, trong đó có Liên, chúng ta sinh ra và lớn lên trong cái truyền thống dạy con rất là vua tôi, rất là độc tài, rất là áp đặt. Thì không thể nào một ngày một bữa chỉ đi nói chuyện với một cái cô rất tầm thường tên là Trần Thị Ái Liên mà về mà ngay lập tức mình thay đổi 180 độ là chuyện hoàn toàn không tưởng. Vì vậy mình phải nói cho con biết là mình có thể sẽ trở về cái thói quen cũ, để cho mỗi lần mà mình vô tình mình trở về thói quen cũ thì con mình nó vẫn còn một cái niềm tin là mình thật tâm muốn thay đổi, chứ không phải là mình nói đằng mình làm nẻo. Rồi đó là bước 2. Và bước 3 là xin cô, và Liên nói với cái cô Nico đó là xin cô hãy nói với con cô như vậy: mẹ tin rằng con mạnh mẽ, mẹ tin rằng con có ý chí và nghị lực. Lâu nay mẹ không tin điều đó, nhưng mà bây giờ cô Trần Thị Ái Liên phân tích thì mẹ thấy đúng, tức là con có ý chí nghị lực, cho nên con mới học, theo học bấm huyệt 6 tháng và thành công. Và con rất là siêng năng, nhưng con siêng cái con thích thôi, còn cái con thích con không siêng thì đó là cái chuyện đương nhiên và bình thường, ai cũng vậy. Mẹ thấy rõ là khi mà con sửa hình ảnh Photoshop con rất là siêng, còn giặt giũ quần áo thì con không siêng. Thì rõ ràng là cái việc gì con thích thì con rất siêng, và cái gì mà con thấy hay thì con rất có ý chí và con theo đuổi tới cùng. Và con rõ ràng là người rất có tự trọng và rất kiên cường, cho nên con từ chối một cái tài sản rất là lớn mà mẹ để lại cho con. Mẹ thật sự rất tự hào về con. Bước 3 đúng không? Đang làm cái livestream thì nó bị cắt nửa chừng vì mất internet, thì Liên xin tiếp tục là trong cái livestream trước Liên có đề nghị cái cô Nico đó hãy nói với con gái của cổ là bước 1 là mẹ có lời xin lỗi chính thức với con.
Bước hai là nếu mà mẹ có rớt vô cái thói quen cũ và hành xử theo cách cũ thì xin con hãy hiểu là mẹ vô tình chứ không cố ý, và con nhắc mẹ để cho mẹ nhớ mà mẹ làm theo cách mới. Bước ba là mẹ hiểu được rằng con là người kiên cường, mẹ tin là con sẽ thành công khi con quyết định đi ra đời một mình. Thì bước bốn là nói và bây giờ con hãy cứ đi. Bất cứ lúc nào mà con cảm thấy mệt mỏi, con cảm thấy thất bại và con cảm thấy chán nản thì con cứ về nhà với mẹ, nghỉ ngơi, dưỡng sức cho tới khi nào con đủ sức thì con lại đi ra chiến đấu tiếp. Gia đình luôn luôn đón con để mà con nghỉ ngơi, con dưỡng sức ha. Và chỉ cần mẹ chỉ cần con nhớ một điều là có ba thứ con tuyệt đối không đụng tới. Thứ nhất là ma túy, thứ hai là tình dục cẩu thả để rồi bị lây bệnh sida hay là bệnh hoa liễu hay là bị có bầu ngoài ý muốn. Tránh tránh ma túy, tránh tình dục cẩu thả, và thứ ba là đừng đụng vô tù tội, và cái cuối cùng là tuyệt đối không có đi ra nước ngoài làm việc theo một bất cứ một đường dây nào. Tại vì á, quý vị biết là trên thế giới bây giờ ở bất cứ nước nào cũng có đường dây buôn người ha, dù là nước rất là văn minh như là Anh, Pháp, Mỹ, Nhật cũng có đường dây buôn người, huống gì là đi qua Trung Quốc hay là Campuchia hay là Đông Âu hay gì đó, hay Nga, là những cái nước là đường dây buôn người rất là nhiều. Thành ra là sẵn cái chuyện này Liên cũng xin hãy khuyến cáo với quý vị. Sẵn cái chuyện này Liên khuyến cáo với quý vị là sinh viên mới ra trường thường là những cái đứa trẻ mà nó rất là kiên cường á, nó hay muốn làm những cái việc đột phá để mà nó thay đổi cuộc đời một cách nhanh chóng, và nó đi theo những cái đường dây mà đi làm lao động nước ngoài thì thường hay rớt vô đường dây buôn người ha. Muốn đi ra nước lao động nước ngoài hãy tới đại sứ quán của cái nước đó, hãy tới tổng lãnh sự của nước đó để mà nộp đơn là cái con đường an toàn nhất. Còn khi mà đi qua dịch vụ hay là đi qua cái công ty môi giới gì đó là quý vị dễ bị lừa lắm. Cho nên là hãy à, hãy 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 nghe à, hãy 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 cố gắng đi cái con đường mặc dù nó hơi khó nhưng mà nó an toàn. Đó là hãy tới tòa đại sứ, hãy tới tòa lãnh sự để mà nộp đơn đi đi lao động. Chứ chứ không hỏi hỏi họ có chương trình gì là mình, chứ còn đi qua những cái công ty do môi giới thì rất là nguy hiểm quý vị. Thì cái câu chuyện nó chỉ là như vậy. Là Liên hy vọng là khi quý vị nghe cái câu chuyện này thì quý vị rút ra được cái bài học để mà cư xử với con mình theo cái cách mới. Tại vì quý vị hiểu rằng trẻ em bây giờ nó lên mạng, nó tiếp xúc với nền văn minh thế giới. Thế giới trên mạng là thế giới phẳng, cho nên là các bạn trẻ có cái tư duy nó rất là độc lập, rất là dân chủ, thì quý vị không thể nào cư xử theo cái kiểu ngày xưa là áp đặt, là chọn chọn cho con và bắt con phải làm theo, mà quý vị phải tôn trọng cái quyền lựa chọn của đứa trẻ. Quý vị phải tôn trọng cái quyền được muốn được thử sức, muốn được độc lập, muốn được đứng lên đôi chân của chính mình. Như cái câu chuyện của cái cô Nico vừa rồi là một người mẹ rất tốt, một người mẹ rất là đạo đức, rất là thương con và hết lòng hy sinh vì con. Nhưng vô tình cái cách dạy đó làm cho cái đứa nhỏ nó có chân mà nó không được đứng. Tức là mẹ nó bồng nó từ nhỏ tới lớn, cái bồng theo trong ngoặc kép ý nói là mẹ lo hết mọi thứ. Ha? Mẹ lo cho, mẹ chọn cho đi học bấm huyệt, rồi mẹ chọn cho mở cửa hàng, rồi mẹ bỏ tiền ra mẹ mở cửa hàng, rồi mẹ chọn nhà cho ở, mẹ chọn đất cho ở, rồi mẹ mua cả nhà mua cả đất nữa. Thì theo cái quan niệm cũ như vậy là yêu thương con, và cái quan niệm mới mình cũng hiểu là yêu thương con, nhưng cái cách yêu thương con đó nó không giúp cho đứa trẻ được trở thành một người mạnh mẽ, cứng rắn và độc lập, mà nó làm cho đứa trẻ trở thành một người yếu ớt. Và cái đứa trẻ mà nó độc lập, nó mạnh mẽ thì nó sẽ không chịu cái chuyện đó và nó chống lại, và mình sẽ tạo ra cái sự xung đột trong gia đình, đúng không quý vị? Thành ra là cái chương trình Kỷ luật không nước mắt, quý vị nào mà chưa có theo dõi thì cứ lên YouTube tìm, như rất là nhiều,
Hoặc quý vị có thể tải cái app Kỷ luật không nước mắt, quý vị lên Google Store hay là Apple Store đó, quý vị có thể tìm được Kỷ luật không nước mắt, nhưng mà y dài nha, quý vị y ngắn là không có tìm ra được đâu. Cái chữ kỷ luật là y dài. Thì quý vị có thể tải cái app đó, quý vị đọc cái quyển sách ebook ở trên đó miễn phí. Quý vị sẽ có cách hướng dẫn con quý vị đúng theo cái trào lưu văn minh mới, để con quý vị có thể trở thành người tự chủ, tự trọng, tự lập, tự cường và tự do, đúng không? Thì Liên chuẩn bị phải vô máy bay rồi hen. Bây giờ trước khi chia tay thì Liên xin được thông báo thật nhanh là lớp trí tuệ cảm xúc tháng 5 sẽ là ngày 9, 10, 11, 12 tháng 5, từ 21 giờ tới 23 giờ giờ Việt Nam. Liên xin nhắc lại ha, lớp trí tuệ cảm xúc trực tuyến, tức là Liên sẽ lên Zoom, Liên trình bày trực tiếp với quý vị. Và cái lớp này nó hay ở chỗ là chúng ta tương tác trực tiếp, cho nên quý vị có câu hỏi gì thì Liên sẽ trả lời ngay lập tức và trả lời rất thấu đáo. Và quý vị biết là lớp trí tuệ cảm xúc trực tuyến đã được trình bày rất nhiều lần và học viên rất là hài lòng. Quý vị học xong, quý vị thấy hài lòng thì quý vị học lại hoàn toàn miễn phí và bao nhiêu lần cũng được. Rất tiếc là gần đây cái số người học lại quá đông. Vì vậy cho nên là những cái người mà học lại lần đầu tiên sẽ được ưu tiên, còn những người học lại lần thứ ba, thứ tư thì có thể là không được ưu tiên, không có chỗ. Những cái người học lại lần đầu tiên thì thường là có chỗ hán. Học lại là miễn phí. Tại vì á, cái thông tin của lớp trí tuệ cảm xúc nó cũng mới mẻ, như là cái kiểu dạy con của kỷ luật không nước mắt vậy đó. Có nhiều người nghe một lần không thấm, phải nghe 2 3 lần, 4 5 lần. Thì quý vị nào mà muốn tham gia lớp trí tuệ cảm xúc trực tuyến, cái quý vị nào mà muốn tham gia lớp trí tuệ cảm xúc trực tuyến thì quý vị có thể đăng ký trên trầnthịailiên.vn. Xin lỗi quý vị hồi nãy Liên làm ở trên cái bàn ấy, cô đuổi rồi, giờ tới đây mình đang nói chuyện cũng làm cái gì đó không biết nữa. Thành ra là Liên phải ra dấu cho chỗ cổ đi chỗ khác. Thì quý vị nào mà muốn tham gia lớp trí tuệ cảm xúc trực tuyến thì có thể đăng ký trên trầnthịailiên.vn. Và quý vị nào, quý vị biết là cái lớp trí tuệ cảm xúc trực tuyến này rất là nhiều người muốn học, và Liên mỗi lần Liên chỉ có thể trình bày được 100 người thôi, chứ không không thể nhận hơn 100 người được. Vì vậy cho nên là cái học phí nó tăng liên tục, cứ mỗi lần sau nó tăng trước sau hơn lần trước. Cho nên lần này quý vị nào mà muốn giữ lại học phí cũ thì hãy chuyển khoản trước ngày 25 tháng 4, quý vị có 2 ngày để có cái giá học phí cũ. Còn quý vị nào chuyển khoản sau ngày 25 tháng 4 thì quý vị sẽ phải trả cái giá học phí mới hen. Cái giá nó là bao nhiêu thì sau khi quý vị đăng ký, quý vị sẽ nhận được cái email thông báo cái học phí và cái thông tin chuyển khoản. Hoặc là quý vị có thể gọi hotline 0906667734 thì sẽ có người trả lời cho quý vị. Học phí sau ngày 25 tháng 4 sẽ là học phí mới, cao hơn học phí cũ. Cho nên ai mà thật sự muốn tham gia cái lớp học này thì xin hãy đăng ký trầnthịailiên.vn và chuyển khoản trước ngày 25 tháng 4 hen, thì quý vị sẽ được cái học phí cũ. Quý vị gọi hotline 0906667734 thì sẽ 7734 thì sẽ có người trả lời cho trực tiếp, là luôn luôn có người trả lời. Mà nếu lúc đó mà quý vị gọi mà không có người trả lời thì xin hãy comment ở trên Facebook cho Liên biết, để mà Liên sẽ có cách chỉnh đốn cái việc này. Nhưng mà Liên tin là cái bạn mà trả lời hotline á, làm việc rất là nghiêm túc, thì có thể là khi quý vị gọi thì bạn đó đi vệ sinh hay gì đó, thì xin quý vị hãy gọi lại sau 5 10 phút, hoặc là quý vị nhắn tin thì bạn đó sẽ gọi lại cho quý vị ha. Thì cái lớp trí tuệ cảm xúc trực tuyến nó có cái nội dung thứ nhất là hiểu đúng về cảm xúc, thì rất nhiều người hiểu sai về cảm xúc. Rất nhiều người có cái câu đó là cảm xúc là kẻ thù của thành công á, câu đó là câu vô cùng sai ha. Xin quý vị hãy nhớ rằng cảm xúc là bạn thân của thành công, bạn thân của hạnh phúc và bạn thân của sức khỏe. Thì trong chương trình Liên sẽ giải thích tại sao rất là chi tiết. Thứ hai là những hiểu lầm tai hại về cảm xúc, nó dẫn tới những cái nguy hại gì, và mình phải từ đó mình phải hiểu đúng lại như thế nào. Thứ ba là thế nào là người có trí tuệ cảm xúc. Thứ tư là luyện tập trí tuệ cảm xúc.
Thứ năm là điều gì ảnh hưởng tới sự tăng giảm của trí tuệ cảm xúc, và thứ sáu là áp dụng trí tuệ cảm xúc trong gia đình và công việc. Thì cái lớp trí tuệ cảm xúc này là một cái lớp mới nhất của Liên, và cái lớp này rất cần thiết cho cuộc sống của chúng ta. Và quý vị biết là trí tuệ cảm xúc chiếm tới 85% của thành công và hạnh phúc, cho nên là Liên tha thiết đề nghị là quý vị hãy cố gắng tham gia lớp trí tuệ cảm xúc, là vì đa số chúng ta là không được học về trí tuệ cảm xúc, vì vì trí tuệ cảm xúc là cái môn rất là mới, vừa mới được giới thiệu từ năm 97 thôi, cho nên là rất nhiều người cho chúng ta là không hiểu rõ, không áp dụng được và chưa luyện tập được trí tuệ cảm xúc, trong đó có Liên. Gần đây thì Liên mới bắt đầu là khá hơn được xíu, chứ hồi xưa Liên rất là tệ, cho nên Liên hiểu được cái khổ của người không có trí tuệ cảm xúc là như thế nào, và cái giá phải trả cho cái việc không có trí tuệ cảm xúc thật ra nó rất là mắc quý vị. Không có trí tuệ cảm xúc thì là chúng ta sẽ khó mà giữ gìn được những mối quan hệ tốt đẹp với người thân, với chồng, với vợ, với con, với cha mẹ chồng, cha mẹ vợ, với anh chị em, với đồng nghiệp, và nhất là với khách hàng. Cho nên là những người mà làm về sale, những người là chủ doanh nghiệp thật ra là rất cần lớp trí tuệ cảm xúc hơn là những người đi làm công. Mà Liên nghĩ là ai thì cũng cần cái lớp trí tuệ cảm xúc này. Quý vị hãy cố gắng tham gia. Hãy tin Liên, đây là một khóa học rất cần thiết cho đời sống của quý vị. Và nếu mà quý vị tham gia xong mà quý vị thấy quý vị không hài lòng thì quý vị cứ gọi hotline và đề nghị hoàn trả học phí, đòi lại tiền, chắc chắn sẽ trả ngay, không có một sự phiền phức nào cả. Thì bây giờ Liên xin được dừng cái livestream này lại ở đây, tại vì Liên phải đi vô máy bay rồi. Rất cảm ơn quý vị theo dõi cái livestream này. Khi mà Liên qua tới Nhật thì Liên đi đâu chơi ở Nhật, Liên sẽ quay cảnh Nhật cho quý vị coi ha. Hẹn gặp lại quý vị ở Việt Nam cuối năm nay. Có lẽ là tới tháng 11 Liên mới về là sớm nhất, nhưng mà cũng không biết là chính quyền có cho Liên vô nữa hay không. Mỗi lần ra khỏi Việt Nam là có nguy cơ không vô lại được. Thì quý vị cứ có một cái điều thứ hai là những người mà search Liên trên Facebook đó là không có tìm được cái profile của Liên, không có tìm được cái nick, không có tìm được cái tiền tường nhà của Liên. Cho nên là quý vị hãy giúp Liên là chia sẻ với bạn bè, chỉ cho họ cái nick của Liên để họ tìm được, còn không là search trên Facebook là không có thấy. Xin quý vị hãy theo dõi Liên ở trên cái tường nhà của Liên. Thì quý vị đặt cái cài đặt cái hệ cái báo á, thì là mỗi lần mà Liên có livestream hay Liên có post mới thì nó sẽ báo cho quý vị ha. Và những cái livestream cũ của Liên thì Liên để trên kênh YouTube Trần Thị Ái Liên, thì quý vị có thể tìm được để coi lại những kênh như những cái livestream cũ. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi cái livestream này. Chúc quý vị ở Việt Nam ngủ thật ngon những quý vị trên toàn thế giới thì có một ngày thật đẹp. Hẹn gặp lại quý vị trong những livestream tiếp theo. Xin kính chào quý vị.